Hello, em Duy Cá chào tất cả anh em ơi. Rồi tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay, lên tiếp biết từ anh em ơi. Tại vì bữa giờ em nhiều việc quá cho nên là không quay công cụ được. Vẫn còn công cụ còn rất là nhiều nhưng mà quay cái này nó nhanh hơn đó anh em. Rồi vô cái là quay liền, test tới đâu là tình trạng bán tới đó luôn anh em nha. Đây nè. Đấy, test tới đâu tình trạng bán tới đó luôn. Thì cái này em cũng chưa biết là nó sống hay là chết anh em nha. Đấy, tại vì em cũng chưa test luôn. Bỏ lên bàn test đụng con nào test nấy thôi. Rồi thì cái này là em bao ship toàn bộ nha, giá thành em đưa ra là toàn bộ là em bao ship rồi. Thì anh em nhìn kỹ tình trạng từng con rồi giá thành từng con rồi anh em nghiên cứu được con nào ủng hộ em nha. Thì cái này anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em luôn ha. Đó, anh em cọc trước cho em 30% kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tại mặt kính này nó không dở bởi luôn em. Đó, rất là dở bởi nha. Ngày qua đệ tử em nó rinh con máy làm rất cái đùng đó, đi luôn. Rồi đó, kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em nha, đợi nó có bởi vỡ thì trả giờ lại em ha. Cho anh em nhận xong cái là bên bưu cục mà là không có đền cho em là cũng tội cho em ha. Này cũng khó giải quyết cho anh em lắm. Đấy. Rồi. Này đơn giản vậy thôi, điện 200V nha. Này điện 200V, điện nhà của mình á, anh em muốn xài ngon lành thì dứt cái ống áp điện 200V dời và nó sẽ ra điện 200V, đúng điện của nó là sẽ máy sẽ bền hơn. Đó. Nó vậy thôi anh em ơi, em đang test điện 200V nhà em luôn nè. Đấy. Em cũng đang kiếm cái ổ áp Nhật 200V ấy, chứ còn ổ áp Trung Quốc thì em test số lượng nhiều quá, nó cũng chịu không nổi đâu. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo giùm em ha. Rồi con đầu tiên thì em sẽ vô con Nati cảm ứng anh em nha, 6 phím ha. Đấy, lên nguồn đàng hoàng anh em nha. Đấy, lên nguồn bình thường. Rồi. Lên được một cái nè mà. Máy khó cho em anh em ơi, cái này máy nó khó cho em. Này à. Lên luôn rồi anh em ơi. Đấy, không ngồi nó lên. Thì ba bếp. Đấy, tăng giảm. Tăng. Ok. Không ngồi lên luôn rồi anh em nha. Cắt cái này. Cái này đun sôi mà. Cái này nó đang hiện tại đun sôi. Đấy, này lên nè. Giờ cái này nó mới lên nè anh em. Máy là đang đun sôi. Sôi nè anh em, nó đang sôi luôn nè. Cái này cũng đang ok. Rồi cái này ok luôn. Thì đấy, con này thì mấy cái ron này dưới anh em giờ vệ sinh nằm lại giùm em luôn nha. Thì con này cái lò nướng của nó bị mẻ hết góc rồi anh em. Anh nè, lò nướng dưới đây bị mẻ hết góc nha. Ok nè, nấu nó ok hết. Đấy. Tăng giảm bình thường. Bấm nút dưới anh em nha, còn nút trên coi. Rồi. Đó, nút trên mình nhấn cảm ứng anh em nè, nhấn mạnh tí xíu để lên nè, xuống nè, rồi ok luôn. Đấy, ba cái là ok nha. Rồi để em tắt đi. Là đúng anh em à. Rồi cho nó chạy thử đi. Rồi sôi, hai cái đều sôi nằm đây nè. Nó sôi nãy giờ rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ tắt nha. Con này ok nè. Rồi mở lại đó.
nhấn vô tí xíu mấy giây anh em nha, nhấn vô tí xíu mấy giây. Cái lò này nó qua số luôn rồi, em chưa hiểu nó cái này như thế nào hay. Rồi lò nướng bao nóng cho anh em nha. Đấy, ok đó, để em tắt nguồn anh, tắt nguồn anh em nha, rồi em mở lại để vừa dây á. Rồi mở lại đó, lên anh em nha. Đấy, ok. Đấy, nhẹ nhàng rồi đó, hồi nãy nó khó chịu em anh em. Rồi con này là ok luôn nha. Na cảm ứng 6 phím anh em ơi. Đấy. Rồi, biết từ. Nói chung là hoạt động nghiêm chỉnh nha. Anh em lưu ý kỹ nha, hàng này thì coi như là em test sao là gửi về y vậy luôn em nha, em không có bảo hành đâu anh em ơi. Đấy. Rồi 237. Từ từ, để em quay cái này một phát anh em à. Đấy, rút điện em. Rồi cái em này thì đây miệng góc ngay đây nè, nó có cái đầu kéo rồi anh em à. Đó, bị bởi cái miếng nhựa đầu kéo nha. Hình thức thì còn ok, xanh sạch đẹp. Đấy, dây điện của nó vậy anh em nha, dây điện nó ngắn lắm, 4800W nati. Đó, ngắn ngắn ngủ à. Bây giờ nó bị bởi cái đầu vào đầu luôn nè. Đấy, nó bị bởi cái đầu luôn anh em nha. Đó, bởi cái đầu luôn. Rồi con này anh em về dọn lại luôn ha. Hàng bên em là bao ship rồi anh em nha. Con này thì nó bị bởi cái fit với lại bởi cái nắp, bởi hai cái nha. Đấy, bình thường nó là nó chuẩn là con này là 3 triệu anh em nha, nhưng mà bởi hai cái này. Đấy, anh bớt lại tí xíu cho anh em về dọn lại luôn. Đấy. Rồi con này 237. 2 triệu 7 anh em nha. Đó, nó bị bởi hai cái, anh em về xử lý lại giùm em nha. Đấy. Rồi ok, 237 qua mã đi em. Rồi tiếp tục là đây là một con bếp Dương của CSG36 này nha. Rồi để em kiếm cái hiệu nó cái nè. Con này thấy hiệu ở đây. Mitsubishi anh em nha. CSG36. CDS. Đấy. Rồi con này mở nguồn đây nè. Đấy. Tắt nè, mở lên. Đấy, ok. Đấy. Cái này nó không nhận lò nè. Để hai cái lò khác rồi. Cái này nó không nhận lò đây nha. Nó không nhận hai nồi cơm điện này. Kiếm anh hai nồi cơm điện khác đi. Rồi cái này là con này là phiên bản 3 bếp từ luôn em nha. Con này nó 1,5 kg nè, 1,2 kg nó là mới là bếp không ngoại nè. Con này 1,5 kg nè. Đấy, từ lên nè anh em ơi. Từ bếp không ngoại. 1,5 kg anh em ơi, nó đợi chữ HEAT vậy đây. Đó. HEAT anh em nha. Nếu không ngoài là lên rồi anh em nha, để em coi thử. Này là nhiều chức năng lắm nè. Này nó ăn từ ta. Lên điện đủ đủ hết anh em nha, nhưng mà nó lại không ăn từ. Dạ mua, gia tăng nữa đi. Nhấp nháy rồi anh em ơi, nó bằng từ để chỉnh coi nữa. Điện nút thì lên hết á.
lúc nào thấy lúc nào bấm cũng được nè. Đấy, lúc nào bấm cũng được đấy. Đấy, nó nhấp nháy nè nha, không ăn từ. Con này nó không ăn từ. Lên điện, à, bao lên nguồn cho anh em giờ xử lý giùm em ha. Nó không lên nguồn đâu. À, quên, nó không lên đâu. Không ăn đâu. Không lên nữa này. Rồi nướng này nó không biết chỉnh là nướng này nặng đầu luôn nè nha. Rồi, nó không ăn, con này không ăn từ. Nó không, nó lên điện thôi, nhưng mà nó nấu không được đâu anh em nha. Rồi, lên nguồn hết. Đấy, lò kia để nóng nè. Rồi, con này anh em về dọn, thầy thợ về dọn lại luôn ha. Lò nướng em cũng không có biết đường, em bấm luôn. Đấy, đây, Mitsubishi CS phiên bản là 3 từ anh em nha. Cúp điện ra đi. Đây, công suất của nó đây nè. Lưới khói thì có đầy đủ. Này anh em giờ vệ sinh lại luôn ha. Đó, nó bị còn dính keo cái. Mấy cái này nè, đấy. Còn dính keo nè. Rồi, con này thì để cho anh em lên nguồn nhưng mà nó lại không có nấu được anh em nha. Rồi 2.400.000 luôn. Đấy, 2.400.000 anh em nha. $2.400.000 đấy, bao ship cho anh em ha, lên nguồn không nấu được. Rồi ok, $2.400.000. Rồi tiếp tục là con Mitsubishi. Con này nó bị gãy cái chốt này đây nè. Đây nè, gãy cái nắp này đây nè. Tắt nè. Đó nè, vẫn lên nguồn bình thường anh em. Rồi, con này, hai con này nấu được anh em nha. Điều cái này nè, nó bị tét ngay đây. Bị tét ngay đó. Mitsubishi. Con này nấu ok, bao nhanh luôn. Con này nó xấu. Con này bao nhanh luôn anh em nha. Đấy. Rồi, con này nó sôi rồi, giảm lại cho con kia nó lên. Ok luôn. Con kia biết phần ngoại lên luôn em nha, biết phần ngoại lên luôn. Đấy, sôi hết. Lò nướng cá chỗ nào ta? Rồi con này sôi luôn em nha, tắt luôn. Đó. Rồi cho hai lò xuống nè. Sôi hết nha. Con này nó không có nắp dưới nè em ơi. Cái phần ngoài lên rồi. Mà đứng nằm chỗ nào. Này, con này nó bị gãy ngay đây nè, bút điện. Trời ơi, không còn tết lò nướng. Đó. Anh em giờ lò nướng anh em tự nghiên cứu luôn nha. Rồi con này thì nó 2.5 kg và 1.2 kg thì nó bị gãy tay nắm như đây. Đấy, chạy ok hết nha. 1, 2, 3 lò đều ok. Lò nướng làm chỗ nào anh em giờ nghiên cứu cho em. Đó, tay này, tay này, tay gì đây nè, không biết luôn. Rồi kệ nó đi, có cái nào anh em giờ ráp cái nấy nha. Rồi con này là con Mitsubishi. Lưới khói thì đầy đủ. Đây 200V 5000W anh em à. Đấy. Rồi con này gãy ngay đây nè. Đấy, anh em thấy không? Nó bị gãy ngay đây nè. Đó, nó gãy ngay cái hai cái con ốc ngay đây nè.
à, lò nướng nè, em không biết bật lò nướng như thế nào luôn, lò nướng nó to lắm. Đấy, lò cũng sạch sẽ lắm nè, về vệ sinh lại luôn ha. Đấy, bị tét nè, bị tét gãy này. Rồi con này để cho anh em tàng. Rồi chiều rưỡi đấy anh em, 239 một triệu rưỡi nha. Nó bị gãy cái phần này nè, vận chuyển giờ nó bị bởi mất tiêu rồi. Rồi 239 1.500.000. Đấy, 1.500.000 đưa con size 75 lên em. 1.500.000. Đấy, ok. Rồi ok, qua mã 239 1.500.000 anh em ạ. À, bao ship cho anh em giờ dọn lại ha. Đấy. Rồi tiếp tục cho anh em là một con Hitachi, con này size 75 anh em nha. Dòng này của Hitachi. Ok anh em nha, đủ à, nó không có nước ít thôi anh em, mà sôi cho nó nhanh. Đấy, lên phát quốc liền anh em, mỗi bên 10, một bên 10, ok một cái. Này sai 75 mất có một cái lưới khói anh em, mà mất một cái lưới khói rồi. Em này sai 75 rồi, ok luôn, hai cái nồi là nấu ok hết. Nướng anh em ơi, nó chạy cái đó là nướng. Rồi hai cái này ok nha, tắt tiếng nhẹ nhàng lắm em, từ từ tiếng này nhẹ nhàng nha. Rồi ok luôn, bấm lúc nào cũng được anh em ơi. Đó, bấm nhẹ nhàng lên nha. Đó, ok xuống đi. Đây, cái này là có cái nắp ngay đây anh em nha, đây nè. Đó, nắp Hitachi nè, Nato Titanium nè. Như em thấy hai cái này nó cong cong rồi anh em nha, hai cái này nè. Anh em giờ xử lý lại nè, đây. Hai cái này nè. Đó. Bây giờ xử lý ráp nó vô giùm em. Nắp này. Rồi, anh em đợi xíu nha. Rồi con này là mỗi bên 3 kg này, có Ambita này anh em ơi. Đó. Còn cái kia là không có, IH. Kia ký 2, từ từ lái bật bếp ngồi lên sau. Đó, có hai cái bát diện này nữa anh em ơi đó. Hai bát phía sau chưa giờ ốc nó bị lỏng nè. Ở đường nào cái mấy con size 75 này em gửi đi phát em cũng tháo kính ra coi giờ. Em gỡ riêng nha. Đó, một bên bếp bên kính cho đẩy như thế này là dễ bởi nè em. Sắp phát là bởi ngay. Sợ lắm. Ok nóng rồi nha, con này nóng rồi. Đấy. Rồi lên luôn. Lên luôn em nha. Lên rồi anh em, đó. Đây. Lên xong tắt anh em nha. Đó, nó lên xong là tự nhiên nó tắt à. Đợi mức 3 thử coi. Nó lên. Để chờ xíu thử nó có tắt không nè. Đó là bếp phòng ngoài à. Con này là con Hitachi 200V 5800W đấy. Size 75. Con này đợi mức 3 thì nó không tắt nha. Bấm cái xuống mức 2. Đấy, xuống mức 2. Nhá một cái xong rồi lên lại. Xuống 1. Nhá cái lên lại ok rồi đó.
cái con này bấm xuống là không bấm lên là được luôn em, bấm lên là cái tắt luôn rồi đó, bấm lên là cái tắt luôn, lỗi anh em ơi đó. Tắt này đó. Đó, lỗi anh em, bị lỗi á. Rồi anh em thầy thợ nhìn phát biết liền anh em ơi. Rồi ok, rồi rút điện đi em. Rồi mã 240. Ok hết, có cái lồi kia bị lỗi anh em nha. Cái này thì cái nắp thì nó có trong nhưng mà nó cũng không có bị rác vô được ngay chỗ này, không bị mất hết khớp á. Rồi con này chạy ok, lỗi một cái lò. Rồi 4 triệu anh em nha. Hitachi. Từ từ em. Hai bốn bư, size 75 anh em ơi. Hitachi HTB A9WS 5008 đấy. Đấy, chỗ này. Đấy, anh em giờ dặn ốc vô lại anh em ơi, chỉnh lại. Rồi, mấy cái cao su rô này thì nó rớt ra nè, anh em về nghiên cứu lại luôn đấy. Rồi 240, 4 triệu dành cho em nó luôn nha, size 75. Rồi tiếp tục là một con. Con này con Na. Phải nào đâu anh em ơi. Tắt vô lại cái lên điện. Từ từ đây. Vui không? Đây nha. Có điện nè anh em nha. Đó. Mở ra cái nè, mất. Đóng cái lại lên. Nó có cái gì ở trong này ta? Mấy cái bát thôi, không có gì hết. Rồi nước nó bị kẹt rồi. Này nút cảm ứng mà nó đóng lại cái nó hả? Kẹt cái khớp dưới mất điện kiểu này làm sao mở không lên điện luôn em nha, đóng lại cái lên điện nè, khốn khổ thiệt kìa. Đấy, đóng lại cái lên điện, mở ra cái này, đóng lại cái lên điện anh em. Rồi con này thì lên điện. Đấy, bỏ xuống đi, bỏ hai bếp xuống đó. Đóng lại lên điện anh em, giờ xử lý luôn ha. Đấy, con này thì đây tiền của nó đây 4800W nha, 1250W. Mất cái nắp này. Con này mất nắp này, Hitachi sao? Con này con Hitachi sao? Rồi. Rồi sát luôn em nha. Đó. Đóng nắp lên điện, mở nắp mất điện. 2 kg, 2 kg, kg 2. Rồi con này anh em về trải nghiệm luôn nha. 1 kg 1.200.000. 241. Mã 241 1.200.000 anh em ơi, 1.200.000. 241 1.200.000 bao ship cho anh em ha. Rồi ok đi luôn em. Cái lò nướng này em không mở được ở đây, về mở ra nghiên cứu luôn nha. Đấy, bán sát luôn em đấy. Rồi tiếp tục là một con Hitachi. Lên điện nè. Lò nướng xanh sạch đẹp. Dễ xài mà. Bấm nút này đó là tăng giảm mà ok đó. Dễ xài. Hitachi. Dễ sử dụng. Sôi bao nhanh luôn, mấy cái nút này cái vàng nó hơi xấu nha. Mấy con này hơi xấu như đây. Vẫn bấm được bình thường anh em nha, đấy. Hơi xấu.
tan giảm bình thường nhẹ nhàng. Điều cái dàn nút nó hơi xấu một tí. Hitachi này bếp âm này nè. Size 60. Sôi bao nhanh luôn. Rồi lên này nè. Đấy, nó đổi màu rồi kìa, đổi ra màu hồng rồi kìa. Đổi màu hồng anh em nha. Đấy, ok nha, con này Hitachi. Rồi. Chắc là nướng đang nướng rồi nè. Bấm lúc này, không bấm lúc này. Lúc này, lúc này. Đợi thử nó có nướng không. Rồi xuống đi em. Con này Hitachi đẹp nè anh em. Con này đẹp nè, nhờ điều có một cái là mấy cái nút này nó hơi xấu một tí nè. Đấy, mấy cái nút nó hơi xấu một tí. Nắp niếc rồi còn ok ha. Toàn bộ điện 200V nha. Con này mà tất cả là toàn bộ điện 200V. Rồi ok luôn. Rút điện luôn em. Nóng rồi là được rồi. Đấy. Hitachi HT D7S đấy. HT D7S. Là nướng sệt xanh sạch đẹp lắm rồi nè. Là nướng này khỏi chơi rồi. Con này hình thức còn mới nè, chỉ 6 khúc này thôi. Đó, nó chỉ 6 cái nắp đó thôi. Đây, Hitachi lên nè. 5.6W đấy. Dây điện của nó ngắn ngủn anh em nha, bất cứ cái từ nào nó ngắn ngủn à. Xíu à. Đấy. Rồi, em này lên mã luôn em. Xé gì chút xíu em. 2.4 triệu anh em nha. Đó, 2.4 triệu bao ship rồi anh em. Bao ship bao bởi vỡ cho anh em về tới nhà nha. Đấy. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục là một con Sanjo anh em nha. Con này nó cái lò nướng nó hơi xấu đấy. Đó. Bao xấu luôn, cái này nó vô bao nó bỏ vô luôn. Cảm gì vậy em? Nước đâu sẵn thấy. Bị chưa? Bố thì sự nó điếc luôn rồi em ạ. Điếc à? Rồi con này bao xấu luôn ra đây mà. Điếc. Mỗi bên 3kg. Con này anh em về dọn trải nghiệm lên em. Đấy. Rồi. Con này hình thức 6 hiệu của Sanjo. Đây, nó bao ở dơ cho anh em luôn. Nhìn thấy là anh em biết là vấn đề nằm ở trong là như thế nào anh em biết rồi. Đấy. Rồi con này 204.800. Đủ lưới khói. Rồi, con này gắm điện không lên luôn anh em nha. Đấy. 3kg 1kg 2. Rồi con này là để cho anh em 1 triệu nha. Đấy, 1 triệu. 1 triệu đồng bao ship cho anh em về. Anh em nghiên cứu nha. 243. 1 triệu. Rồi 243, 1 triệu qua mã luôn anh em ơi. Đấy. Rồi tiếp tục là một con Nati anh em nha. Con này đẹp, mặt trên hơi dơ này. Rồi có điện luôn. Có điện anh em nha. Có điện. Nó nên đi dính vô trên dưới nó ăn từ thôi bé. Con này nhảy số lên 180 mà em hạ cũng không được luôn ta. Con này được nè. Thank you.
này nấu được nè. Con này chỉ đỏ anh em nha, con này chỉ đỏ mà có thể lên số 180 rồi, em hạ không được nè. Rồi, con nó lên rồi. Con này cũng sôi được luôn nè nha, con này nấu được luôn nè. Con này nấu được mà hạ không được anh em nha, này nè. Tăng được nhưng mà hạ không được. Hạ không được nè, tăng nè. U15 này lỗi U15 ở đây nha. Đó, nó bị lỗi U15 là cái lò này. Con này chỉ đỏ sôi được đấy. Bếp hồng ngoại không thấy lên luôn nha. Con này bếp hồng ngoại không thấy lên luôn. Nấu được một lò đây thôi đấy. Mà lò này tăng cho được luôn. Nói chung là con Nati chỉ đỏ này. Đó, Nati chỉ đỏ này nó bị lỗi anh em nha. Đó, lên nguồn. Nấu được lò này không lên. U15. Lò kia không lên. Nhấp nháy thôi. Này không lên nha, còn lò nướng nữa đây. Ủa, con này có lưới khói nè. Có lưới khói đầy đủ rồi. Đó, lò nướng con này sạch nha, cũng sạch thôi. Không sạch lắm đâu. Rồi lên nguồn anh em nha. Nati chỉ đỏ này. Rồi, con này để em quay cái ngoại hình cho anh em nha. Nati đây. 4800W. Anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Ngoại hình nó cũng xanh sạch đẹp lắm, đủ đồ anh em nha. Rồi con này để cho anh em 1.600.000, anh em về nghiên cứu ha, 1.600.000. Cái giấy này một xíu em. Nhìn cái bút bự rồi, 1.600.000 nè nha. Mã 244 1.600.000. Rồi tiếp tục là một con Hita Mitsubishi nè nha. Mitsubishi. Em đi nha. Cái này nó cũng dễ xài nè, mấy cái nút vặn vặn này dễ xài lắm nè. Thì con này đây em đợi còn có chút xíu nước rồi nè, đổ xìm xíu nước em ơi, nó cháy xong rồi. Rồi được rồi. Đây bếp hồng ngoại lên nha anh em, lên từ từ nha, con bếp hồng ngoại lên từ từ thì hai con này thì ok rồi. Rồi mất cái nắp lò nướng anh em ơi, con này mất nắp lò nướng Mitsubishi. Rồi con hầm ngoại lên nha. Con hầm ngoại lên. Đấy. Hầm ngoại lên rồi anh em nha. Giờ anh đang test lò nướng. Đấy. Ủa này chức năng này không biết đâu anh em ơi. Rồi hai cái này nó sụp cục rồi. Đây. Rồi ok. Tắt nó này. Được xong. Rồi tắt luôn. Rồi ok. Cái này ok nha. Rồi ok đi. Lò nướng này không có nắp nóng nướng hay sao anh em à. Rồi nói chung là anh em giờ kiếm cái nắp xong rồi xử lý lại cái lò nướng cho anh em nha. Con này. Đấy CS rồi. 2.5 2.5 còn 1.2 nha. Đã. 246 2.6 triệu 2 anh em ơi. 246 triệu
200k dành cho em nó luôn em ơi. 246 1.200k Mitsubishi. Từ từ em, từ từ. Này. 200V 4.800 anh em nha, 200V 4.800. Rồi 246 1.200k dành cho em nó. Rồi em xin kết thúc video ở đây luôn nè em ơi. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video chiều ngày hôm nay nha. Đó. Sáng nay hơi bị hụt hơi cho nên quay 10 con thôi nè. Rồi chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày mới nhiều sức khỏe ha.